chuyện này trên cười hoài à. Nó có tên là Hãy trả lại sự trong trắng cho Đĩ. Nghe thì từ đó hơi kỳ ha. Trang xin lỗi trước nha. Tại vì Trang nói mấy cái từ này nghe cũng khiếm nhã. Nhưng mà Trang cũng muốn chia sẻ với cô chú các anh chị nè. Cái câu chuyện có tựa là Hãy trả lại sự trong trắng cho Đĩ. Một cô gái gửi đơn kiện tại đồn công an. Cô anh công an hỏi: "Cô kiện ai? Kiện về cái chuyện gì?" Cô gái mới đáp: "Em kiện cái thế lực thù địch nói em làm đĩ á." Anh công an nói: "Ai là thế lực thù địch? Mà cô có làm đĩ không?" "Dạ, thế lực thù địch là cái bà hàng xóm của em á. Còn chuyện em làm đĩ thì em không có làm đĩ. Em chỉ cho thuê đặc khu thôi à." Anh công an mới trợn mắt: "Cho thuê đặc khu là sao?" Cô gái mỉm cười: "Em cho đàn ông thuê cái đặc khu của em theo giờ. Mỗi giờ họ trả em 1 triệu. Người thuê muốn làm gì làm. Hết giờ trả tiền xong thì ai về nhà đó." Anh công an trợn mắt nạt: "Đó là làm đĩ. Làm đĩ thì nói làm đĩ. Cho thuê đặc khu cái gì?" Cô gái cãi lại: "Anh nói sai rồi. Xã hội chủ nghĩa của ta không có làm đĩ. Chỉ ở các nước tư bản mới có làm đĩ thôi. Giống như bác Lê Duẩn từng nói đó. Chỉ có nước tư bản mới có lạm phát. Còn xã hội chủ nghĩa của ta thì hết tiền thì in tiền ra xài. Không có lạm phát." Anh công an cắt ngang: "Cô đừng có lẻo mép. Hễ nằm ngửa cởi quần bán thân cho đàn ông gọi là làm đĩ. Hiểu chưa?" Cô gái lại cãi: "Anh nói sai rồi. Chỉ có gái tư bản mới bán thân lấy tiền thôi. Còn ta là xã hội chủ nghĩa nên không có bán thân. Ta chỉ trao đổi, cụ thể là cho thuê đặc khu, không có làm đĩ. Giống như nhà nước của ta cho thuê 3 cái đặc khu đó. Thế lực thù địch cứ gọi đó là bán nước, nhưng ta gọi đó là cho thuê, không có bán. Anh làm công an cái kiểu gì mà anh không có thông suốt cái chính sách của đảng là sao?" Anh công an đỏ mặt nạt: "Đờ mờ, thì không bán cũng được. Vậy cô thưa cái gì?" "Em đòi cái bọn thế lực thù địch nó phải trả lại cái sự trong trắng cho em á." Anh công an đưa tay lên cười: "Trả lại sự trong trắng cho cô? Trời ơi, cô mà trong trắng hả? Mà trả bằng cách nào?" Cô gái cười: "Để em hỏi anh cái này nè, anh có nghe cái vụ nâng điểm ở Hà Giang gần đây không?" "Tôi có nghe, chuyện đó có liên quan gì tới chuyện làm đĩ của cô?" "Ông bí thư tỉnh Hà Giang, ông nói á, người ta tự động nâng điểm cho con gái của ổng để làm khó ổng kìa. Ông nói ổng quyết tâm lấy lại sự trong trắng cho ổng, cho con gái của ổng. Ông bí thư đó cũng bị quan như em vậy á. Em thì tự nhiên bị thế lực thù địch vu khống là làm đĩ. Ổng thì tự nhiên bị thế lực thù địch thò tay vô nâng điểm cho con gái của ổng. Nói thiệt với anh á, dù có chết, em với ổng cũng phải lấy lại cái sự trong trắng cho mình á." Anh công an xua tay lia lịa: "Thôi được rồi, cô về đi. Cô rất là trong trắng." Cô gái cười te tét: "Em gì à, nhưng hễ cái bọn thế lực thù địch còn gọi em đĩ này đĩ nọ là em phải trở lại để thưa tiếp á. Nói thiệt với anh nha, em cũng như các cán bộ lãnh đạo nhà nước ta lâu nay cứ bị bọn thế lực thù địch gọi là phường đĩ điếm hoài à. Rồi đứa thì đĩ miệng dưới, đứa thì điếm mồm trên. Để coi kỳ này ông bí thư Hà Giang ổng lấy lại sự trong trắng của ổng bằng cách nào, rồi em tính tiếp." Xin vừa kể cho cô chú các anh chị nghe cái câu chuyện là hãy trả lại sự trong trắng cho đĩ. Tức là bây giờ á, cái cô này cổ cũng là không có chịu thua đâu, giống như là cho thuê đặc khu thôi,